Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Nhân tướng học và ứng dụng vào đời sống. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ và truyền tải đến các bạn chủ đề mới. Đây chính là tương tai của một chị đã gửi cho mình qua trang fanpage. Tương tai này có một cái số đặc điểm phải nói rất đẹp và nó cũng có một cái số điều mình cần phải lưu ý. Mà cụ thể đó chính là cái thước đo về cái phước báo của một người. Chúng ta có thể nhìn vào cái lòng bàn tay của mình, chúng ta xem mình có cái phước hay không thì nó cũng là cái dấu hiệu để cho chúng ta có thể nhận định được chính cái bản thân của mình. Và trước tiên chúng ta đi vào phần tổng thể. Chúng ta thấy cái bàn tay của chị này có cái da tay rất đầy đặn, rất mập mạp. Đây cũng là một cái người có thể nói là cái có cái tướng tay nó quý tướng. Tuy nhiên có một cái số điểm nó cần phải có sự lưu ý như thế này. Thứ nhất là về các cái ngón. Chúng ta thấy các cái ngón tuy rằng nó có một cái độ khít, tức là giữa các cái ngón tay nó có khe hở rất là ít. Điều này nó cho chúng ta biết được rằng là người này có khả năng quản lý về tiền bạc. Tuy nhiên có một cái điểm rằng là về cái chuyện hôn nhân gia đình, chuyện tình cảm vợ chồng, nhiều khi hai vợ chồng có cái sự xung khắc, không có một cái sự có cái tiếng nói chung. Đây là một cái vấn đề trong cái chuyện hôn nhân gia đình. Và chúng ta thấy nếu như mà tướng tai của người này mà làm chủ nữa thì sẽ có một cái điều gì đó nó không được thuận lợi như người ta. Bởi vì chúng ta thấy cái ngón trỏ và cái ngón giữa này nó cho chúng ta biết được cái điều đó. Một người mà muốn làm chủ được, có tài quản lý lãnh đạo thì cái ngón trỏ này nó phải thực sự là đẹp, thì người đó mới có thể dễ dàng thành công trên con đường làm chủ của mình. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm cũng khá là hay ở cái ngón cái này. Cái ngón cái của chị này phải nói là nó rất to, nó có cái độ vững chãi của nó, cho thấy một điều, đây là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ. Cái khuyết điểm của họ là ở cái sự nóng nảy thôi, cái sự nóng nảy. Bởi vì những người này thường là họ phải gánh vác cái chuyện gia đình, tức là cái chuyện cơm áo gạo tiền, chồng con v.v. Những người này rất là thực sự là đa tài, và họ là một mang trong mình một cái sứ mệnh nào đó đối với một người con gái mà đóng một cái vai trò như là một cái người đàn ông gia trưởng ở trong gia đình. Và với cái tướng tai này nữa, nó cho chúng ta biết được rằng người này cũng có khả năng kinh doanh về điền sản đất đai, cũng là một cái công việc phải nói rất tốt, có thể hùng hạp làm ăn với bạn bè được. Đây là một trong những cái ưu điểm. Nếu như mà ưu điểm thì chúng ta cố gắng phát huy, còn nào khuyết điểm chúng ta từ từ khắc phục, tu sửa bản thân mình thì nó sẽ giúp chúng ta hoàn thiện. Chúng ta phân tích về các cái gò và cũng như cái đường chỉ tay, chúng ta thấy được rằng là có những cái đặc điểm nó cho chúng ta biết được rằng là người này có cái vấn đề về khắc cha. Tức là mình và cha của mình không hòa thuận, không có tiếng nói chung, hoặc là từ nhỏ mình đã sống xa cha của mình. Đây cũng là một cái điều gì đó nó có một cái sự duyên lý ở trong đây, tức là có một cái sự hội ngộ và một cái sự hợp tan. Chúng ta thấy cái đường trí đạo của chị này phải nói là rất dài, rất dài. Đây là một người rất thông minh và có cái cầu toàn, cái sự cầu toàn ở trong đây. Những người thông minh thường là họ rất là liều lĩnh. Tuy nhiên đối với những người mà họ thông minh mà họ có sự cầu toàn nữa thì những người này thường là họ rất nắm biết cách mà vận dụng cái thời thế. Cái nhược điểm của họ là nhiều khi cái chính vì cái sự cầu toàn của mình quá mà bỏ qua nhiều cái cơ hội thực sự là tốt ở trong cuộc đời của mình. Đây là cái khuyết điểm nhưng mà cũng là cái ưu điểm. Đường trí đạo dài cho thấy người này thông minh, trí nhớ rất sáng suốt. Trí đạo nó đóng cái vai trò như là một cái đường đi nước bước, cái con đường công danh sự nghiệp của mình như vậy. Người nào có đường trí đạo sáng bóng dài cho thấy người đó thông minh, sự nghiệp của họ cũng từ đó mà hanh thông thuận lợi. Cái đường trí đạo nó giống như là một cái đèn pin, nó soi đường cho chúng ta đi vậy. Đèn pin càng sáng thì chúng ta càng dễ đi, sự nghiệp của mình nó càng hanh thông thuận lợi. Tiếp theo chúng ta phân tích về cái đường tâm đạo. Cái đường tâm đạo của chị này có thể nói đây là một đường tâm đạo
rất đẹp, rất đẹp. Bởi vì chúng ta thấy cái độ dài, độ vương của nó hầu như lên thẳng tới cái gò mọc tinh ở trên này. Nó rất dài, rất đậm, cho thấy đây là một người họ có một cái tính tình cũng rất là nhất quán. Khi đã đưa ra quyết định thì nhất định rất khó lay chuyển cái tâm ý của người này. Cái đường tâm đạo như thế này nữa thì nó cũng cho thấy là người này họ có một cái ước mơ tham vọng rất lớn trong cuộc sống. Để cho thấy rằng những người này họ luôn luôn có một cái sự mưu cầu hạnh phúc trong tương lai của mình, mong muốn vươn lên một cái vị trí nào đó hơn tất cả mọi người, hoặc là ít nhất cũng hơn một cái số người nào đó, chứ không đồng ý với cái việc mà mình ở dưới những cái người khác. Đây là một người phụ nữ mà có cái tinh thần cầu tiến, có cái ý chí và nghị lực rất lớn. Tiếp theo chúng ta phân tích về cái đường sinh đạo. Cái đường sinh đạo của chị này nó có hai cái phần. Phần thứ nhất là ở cái từ cái đầu đường cho đến ở giữa cái gò kim tinh, cho thấy rằng cái cuộc đời của người này sẽ có một cái lần chuyển biến, chuyển biến rất lớn. Nó thay đổi cái vận mệnh, cuộc sống của cái chị này. Mà cụ thể là ở những năm tầm đâu đó 40 tuổi thì nó có một cái sự thay đổi như vậy. Cái đường sinh đạo nó một phần thể hiện cái sức khỏe và cái tuổi thọ của mình, chứ nó không hoàn toàn quyết định đến hai cái yếu tố đó. Cho nên nó chỉ là một cơ sở để chúng ta đoán định. Còn việc mà xác định được cái tuổi thọ, sức khỏe còn phải kết hợp nhiều cái yếu tố khác. Chẳng hạn như là cái tướng tai của một người, hoặc là cái giọng nói của họ, hoặc là cái hơi thở của họ, hoặc là xem cái thần thái của họ qua cái ánh mắt. Nó có rất nhiều yếu tố để cho chúng ta kết hợp suy đoán, luận đoán về cái tuổi thọ, cái sức khỏe của một người. Còn ở cái góc độ về nhân tướng, nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ để cho chúng ta tham khảo. Tiếp theo chúng ta phân tích về các cái đường xem con đường công danh sự nghiệp và chị có những cái dấu hiệu như thế nào. Chúng ta thấy ở cái gò mộc tinh có những cái đường này là một trong những cái đường nó rất tốt. Đây là một trong những cái đường hy vọng. Tuy nhiên cái hy vọng là một cái đặc điểm mà mình nghĩ rằng ai cũng cần phải có. Nhưng mà hy vọng quá thì nó cũng thành ra một cái dở, tức là có nhiều tham vọng, đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta không tập trung nhất quán là một cái công việc mà cùng một lúc thực hiện rất nhiều cái công việc, cho nên nhiều khi cái ước mơ, cái tham vọng của mình nó rất khó thực hiện được, bởi cũng vì quá nhiều cái tham vọng ở trong cuộc sống. Chúng ta phân tích về cái đường định mệnh. Chúng ta thấy cái bàn tay này là hầu như là không có cái đường định mệnh, nhưng mà nó có một cái đường gọi là cái đường thủy tinh. Đây cũng là một trong những cái đường thể hiện về cái khả năng ăn nói, khả năng trực giác, và cũng như là cái chuyện kinh doanh. Chuyện kinh doanh thì những người này thường là họ có tố chất về kinh doanh và cũng có cái khả năng ăn nói rất tốt. Cho nên kết hợp với cái đường này, cái đường này là một trong những cái đường nó rất tốt. Nó thể hiện là một đường sinh đạo, nhưng mà nó cũng là một trong những cái đường thể hiện cái sự kinh doanh, sự kinh doanh của mình. Ở trên cái khu vực này của chị, chúng ta thấy rằng là chị có những cái đường tài vận rất tốt, những cái đường tài vận. Và bên đây nó cũng có những cái đường nó kết hợp thành một số cái hình tam giác, và cũng như là một số cái đường định mệnh nó xuất hiện ở những cái độ tuổi về sau. Tầm đâu đó 45 tuổi thì nó bắt đầu xuất hiện những cái lọc lá về cái chuyện kinh doanh. Cho nên từ cái lúc đầu mình đã chia sẻ và phân tích thì cái tướng tai này rất hợp với cái việc kinh doanh đất cát, đất đai, tiền sản, thành lập công ty này kia là rất tốt. Ở những năm mà có thể nói thời hoàng kim của chị là ở những năm 35 cho đến 45 tuổi, là ở những cái giai đoạn có thể phất lên rất tốt nhờ trong những cái việc này. Mà chúng ta thấy những cái việc này nó không đơn giản là cái sự tài trí của một người, mà nó còn có rất nhiều yếu tố khác để có thể tác động. Và chúng ta thấy được một trong những yếu tố đó chính là cái chữ ít này. Phải nói là chị có một cái chữ ít rất là to, và nó rộng ở cái khu vực giữa tâm đường này, giữa cái phần bên đường. Đây là một trong những cái chữ ít mà có thể nói là rất hiếm có người có. Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình muốn truyền tải ở cái video này, đó chính là cái thước đo của cái sự phước báo.
cái những người có cái dấu ít này là họ mang một cái năng lượng rất tốt ở trong mình, có thể truyền tải đến những cái người khác được. Những người này mà kết hợp với cái khả năng ăn nói lưu loát này nữa thì nó rõ ràng là cái tiếng nói của người này rất có trọng lượng trong cuộc sống. Mình có một cái cách rất đơn giản để mà xác định được là mình có cái phước báo lớn hay không, đó chính là khi mà mình nói ra một cái điều gì đó hoặc là làm nói, chỉ cần cái lời nói của mình mà có thể người khác thích nghe, hoặc là lời nói của mình có thể sai khiến được người khác mà ở cái mức độ lớn hay nhỏ, thì đó chính là cái thước đo của cái phước báo của một người. Một người mà không có phước, thiếu phước thì nhiều khi cái lời nói của mình nó không có trọng lượng, người khác không có chú ý. Nhưng mà khi mà mình cất một cái lời nói nào ra, chẳng hạn như là một cái ông thầy nào đó, khi mà họ thầy đó ông giảng thì có rất nhiều đệ tử rất muốn nghe, và nghe xong thì thực hành, thì những người đó phải nói là họ có cái phước báo rất lớn, bởi vì cái lời nói của họ có tác động đến rất nhiều người. Đây cũng là một trong những cái điều, một cái góc cạnh nhỏ để có thể đo được cái sự phước báo của một người thông qua cái lời nói của họ. Và chúng ta thấy rằng ở cái khu vực này của chị cũng có một cái tam giác. Nó cho thấy rằng đây là một trong những cái tam giác mà nó khởi nghiệp từ rất sớm. Có thể nói là chị có được cái cơ ngơi, cơ sở làm chủ đất đai, điền sản, nhà cửa từ cái rất sớm. Từ đó có thể khởi phát lên. Và chúng ta thấy ở cái khu vực phía cuối, tức là ở cái khu vực gò địa của chị, có rất là nhiều cái đường đường thẳng xuống như thế này. Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu nó cho thấy cái việc làm của chị cũng có nhiều cái sự tích lũy về cái âm đức cho mình. Đây là cái gốc rễ, cái gốc rễ của cái tài sản và cái phước đức là nằm ở đây. Đây cũng là một trong dấu hiệu để đo cái sự phước đức của mình. Những cái dấu hiệu này không phải ai cũng có được, bởi vì chúng ta thấy những người này thường là họ phải có căn lành, họ mới có thể có những cái dấu hiệu tốt như vậy. Và để chứng minh thêm thì chúng ta thấy ở bên bàn tay phải của chị cũng có khá nhiều các đặc điểm tốt, mà nó có một cái chữ ít ở đây nữa. Có thể nói là hai bàn tay của vị chủ nhân này có hai cái chữ ít. Và ở khu vực này của chị cũng có một cái hình cái con thuyền bát nhã nữa, cho thấy đây là một người họ có thể tích tụ những cái phước báo sâu dày của mình. Những cái chữ đường chỉ tay này rất quý hiếm, nó chính là cái kho báu, chính là cái thước đo cái phước báo của mình. Hy vọng với những cái dấu hiệu tốt như thế này thì có thể giúp cho chị cái con đường hậu vận sau này của mình nó sẽ có một cái sự giàu sang sung túc. Và cái tướng thai này cũng không phải là tướng thai của một cái người tầm thường, bởi vì họ có thể làm được những cái điều mà người khác không thể làm được. Và hy vọng với những cái lời phân tích như thế này có thể giúp cho chị có phần nào đó định hướng thêm và khám phá ra được những cái bí ẩn trong lòng bàn tay của mình. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.